Ok, hôm nay chúng ta sẽ làm một cái nhiệm vụ co-op đậu phộng mày. Fuck. Chúng ta sẽ chuyển xe. Mình sẽ chơi với thằng này đậu phộng. Cướp xe cảnh sát. Đít, 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 đít. Fuck. Bây giờ chúng ta sẽ bắn. Chết mẹ mày đi. Bữa. Vậy nó sẽ làm nhiệm vụ tốt gọi là sen hardware. Ôi vãi. Nhìn xe thế. Bắn cho nó nổ luôn đi. Ok. Mày. Stop. Rồi, gửi đến đây rồi. Hai anh về chưa? Lái xe cảnh sát đến đến làm nhiệm vụ. Ôi vãi, nó bắn kìa. Nó bắn kìa. Giờ đi lên. Lên. Rồi. Go to the penthouse. Ok, chúng ta đã đến đây. Đây là nhà của mình phải không? Ồ, hay là chỗ nào? Ơ. Rồi. Check it out, boss. What's up? Since it used to be a syndicate crib. Rồi, ok. Chúng ta sẽ vào nhiệm vụ. Phật, bắn gì đây? Ơ, đâu phòng? Có cái gì hết ở đây? Nói mày vậy? Fuck. Rồi sao? Ủa? Không chơi nữa hả? What the? Nào giờ bắn thiệt nè. Ok, bắn bắn. Cái xe kìa. Trúng liền, trúng liền. Nào đó. Mình không nên bắn bậy bạ. Fuck. Lại. Lo. Again. Hell yeah. Mày ngon mày bắn. Ok. Bắn thằng kia nữa phải không? Thằng này bắn ghê vậy. Rồi mình đánh trúng một thằng. Yeah. Còn nào nữa? Ok kìa. Mày đánh trúng nó, mày đánh trúng nó, mày đánh trúng nó. Ơi. Mày. Mày đánh trúng. Ui. Trúng nó liền. Multi kill. Phải. Banh xe luôn nè. Banh xe luôn. Chạy đúng chậm luôn con. Mày. Thôi là xịt chúng nó rồi. Mày. Nó bay lên trời như con vậy đó. Ok. Thằng này nữa. Ui, wow. Nó còn có tí máu. Protector do homie. Thằng này nữa. Nó bay kìa. Con này nữa. Ok, cũng được. Bắn cái xe kia luôn.
Nổ luôn, nổ luôn. Ok. Có lẽ là xong rồi. Bên đây nữa. Bên đây nữa, đây nữa, đây nữa. Rồi xong. Hên. Bên đây vậy, đây có cái thằng đó nè. Đậu phộng. Họ băng qua. Bởi vì cao như chó vậy. Cái đậu phộng. Bắn mày thì chết á. Rồi đi xuống. Đi xuống, đi xuống. Phim. À sniper hả? Ok. Bắn xuống. Bắn. 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 Yes. Trò trúng mẹ. Thằng này sao? Mày nói xe phải không? Relax, relax cái đã. Sao mà không đến bắn cover không đi mà mày đặt. Rồi thằng này nữa. Thằng này nè. Con này. Con này chết luôn. Chết luôn. Có một xe đen tiến tới. Bắn nó luôn. Mày. Bắn nổ xe không đi. Ơ vậy. Phải súng. Mày bước ra. Bắn nổ xe. Rồi ngon. Mình bắn nổ xe nãy giờ. Chú. Còn thằng bố nào nữa đến đây. What? Hai làm gì đấy? Cú lại dòng tan. Ủa con. Đây nè. Khó bắn quá. Mày. Hai. Double kill. Rồi thêm nữa. Thằng nào đến. Để nó dựng xe lại rồi bắn. Mày. 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 Hết đạn. Fuck. Khó bắn phải lòng. Mày. Xong. Thằng nào nữa. Hết rồi. $2,000 quái lòng quái. Ok mình vừa đập thằng này đánh thấy không luôn nè chết bố như đây nè. Ở đây có gì là như bộ không cu. Để hỏi nó. Mày. Mày. Súng tự động cái gì á. Ok. Đây kia. Nó từ chối rồi, vãi lòng. Để ra shop nó mua súng đã. Ok, đi súng, đi ra shop. Lễ cu. Để mình coi có gọi xe được không. Ủa mình nó kiếm tiền được nè. Ok. Thằng lòng nào bắn mình. Thằng lòng nào. Chết đi cu. Hiện tại nó đang đi mua súng phải không. Đậu phòng. Bây giờ mình sẽ phone là gọi ai. Gọi nhóm này để theo mình chơi. Ồ, đến nhanh vậy. Mido à. Mido à. Ý còn hẳn nè. Bán không cù. Bán không cù. Mày. Ok, chúng ta là nhiệm vụ nào. Bán lại. Holy shit. Cái này chơi rồi phải không? Phải biết. Fuck. Phải lòng. Cảm giác nó trâu hơn.
Ừ, con kia. Vai. Bắn thì cứ việc bắn. Ok, bắn ở bên đây nữa. Bên kia nữa. Hai phát là chị nổi. Double kill. Multi kill. Phải. Bắn nát luôn. Gun kill max rồi. Chế là liền kill cũng được á. Fuck. Chế nó đi. Ok, bên cao lên rồi đó hả? Phải. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến cái nhiệm vụ. Đùm, phải nhảy vô như phim. Cái địch xe này ngon á. Mà đây có súng nè. Cái địch một nhiệm vụ ghê. Vô vậy. Vô đi. Thằng này vô đi. Vãi. What the fuck? Cái đầu phỏng. Nó cái bên luôn. Chạy nhanh quá bắn không nổi. Chết luôn. Tàn sát. Tàn sát. Tàn sát. Phải lấy xe dở qua. Quay phải. Ôi mẹ ơi rung quá. Ở bên đây nè. Ok. Chúng ta vào rồi hả? Phải, thằng kia lái gì để lượt mình lái. Có một sự rảnh nhẹ. Đù. Đù mới con cá. Phải, mình lấy xe này là boss. Đấy, cùng. Ok, đi xuống. Cháy. Có chuyện thằng này nè. What? Bắn bể đó à. Bắn hả hả? Nổ nha cu. Thôi đi. Bắn không nổi đâu. Ok, vậy đến lần này lái. Phải nên biết tiết kiệm đạn. Rồi đạn vẫn được nhá. Ok, bây giờ mình sẽ đến cái chỗ tam giác kia. Dildon 1/2. Vãi nha, mặt này bựa. Bựa quá. Cái cánh này. U vãi cốc lắc nè. Vãi cốc lắc. Vãi cái gì đấy. Gì đấy. Gì đấy. Gì đấy. Gì đấy. Lấy xe ẩu vãi. Bắn chết hết. Để mình gọi con nhỏ này đến. Ừ gọi nó được. Gọi đấy được. Đi. Lên xe này nè. Đi luôn đi, tính nó luôn. Cùng đi nào. Fuck.
có vẻ đều. Rồi ok, xuống đây bảo vệ cái thằng lòi này. Ôi vãi, gái đẹp, gái đẹp. Ô vãi vãi bự mày, bắn cái tụi này nữa, chết mẹ mày đi. Ok, đi làm nhiệm vụ. Ok, đi luôn. Thằng này vô mày. Rồi, xe bể mẹ bánh xe. Bậu phộng. Chị đua là cu. Đến rồi đó. Ok đi. Ơ, đến rồi mà. Xong, win. Nhiêu? 2.000 đô. Ngon. Cứ cây vậy là nhiều tiền. Ui, 29 per hour luôn, ghê ạ. Ngon. Ô vãi. Fuck. Ok, lần này chúng ta sẽ chơi nhiệm vụ có bảo phòng. Thêm một nhiệm vụ nữa là nghỉ. Ok, lái xe dở vẻ. Giờ làm gì? Thằng đầu phòng này đến làm cái gì? Ok. Really? Friendly fire? Yeah. Best thing is, really? It gives us a discount. Not a bad deal. Really? Vô đây nè. Đúng rồi, vô đây nè. Ơ, chứ làm gì? Ok, mua này luôn. Đậu phộng, tự nhiên mua này, mình mua rồi. Ok, lên, đi lên, đi lên. Đi lên. Đậu phộng này vậy chứ. Đậu phộng, ố xe dài nè, xe dài nè. Cho bố đi xe dài, bố đi xe dài. Bố đi xe dài. Ok. Bốc kèn cá lồng. Biến đi bitch. Biến đi bitch mày. Bye. Ok. Thế cũng được. Yeah. Thanh niên hồi nay phải đi xe này. Thanh niên hồi nay là phải đi xe này đó. Ok. Ui vãi. Xe dài quá cũng mệt á. Đậu phộng đến rồi. Ok, đến rồi đó mày. Gì đây, xe toy hả? What the fuck? Đi 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 đi. Ra ngoài, ra ngoài cu. Let's start. So what? We already have a place. Sao nhiều xe dài ở ngoài này thế? Ô, đĩ mập. Đĩ mập. Đĩ mập. Ui, xe này ngon nè. Xe này ngon nè. Ô vãi. Ra đây cu. Biến đi cu. Biến. Rồi, lên. Đây. Gãy mẹ bánh xe. Thôi kệ tôi đi luôn. Đi, ôi mẹ ơi, bể bánh xe rồi. Tại sao lại thế? Ok. Lại đến nữa. Thêm một lần đâu. Fuck. What? Làm gì? À. Mua cái lồng này hoài. Mua nguyên cái nhà luôn cơ mà. Sắp dầu rồi. Ok đi. Phải. Thằng khốn. Còn cái xe nào không? Ngoài này wow. Vô xe. Biến. Ơ dành xe mày. Đánh lộn không? Đánh lộn không? Đánh lộn không? Thằng Bisky nhanh quá. Ô xe máy. Xe máy thời nay là phải đi vậy. Xe máy thời nay. Biến xe của tao. Ok đi. Ngon. Biến lên cu.
Ôi nhớ xe kìa. Vãi. I always win. Nhạc gì bựa vậy? Ok, chúng ta đã đến cái nơi này. Một á, cái hẻm. Ui. Dữ thế. Bắn này luôn. Thằng này nữa, chỗ tre á mày. Ok. Cái đậu phộng. Chậu. 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 Chơi luôn đi. Rồi. Ok. Xe máy của tao. Lên. Lên cu. Ok. Bye bye cu. Ôi xe sao ra. Ôi có đường ra nè. Yeah. Ôi vãi. Ôi bắn con này nữa. Xuống này bắn, xuống này bắn. Rồi. Xuống này bắn. Phát đạn mới ghê chứ. Headshot. 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 Tôi chết rồi, tôi chết rồi. Tôi chết rồi, tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Đứng đây mua máu tí. Rồi ok. Hồi máu rồi đi. Ok. Xe của bố. Đi 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 đi. Không nên hộ báo trường mẫu giáo nha. Xe cũng bị hư nữa mới ghê chứ. Ui nó nào đây. Bãi. Bừa. Did you? Did you? Did you know me? Bỏ qua mặt mày nha. Ok, 800m. 800 thì 800. Ôi, nhạc cho mày ngủ thế. Ôi, vãi kích. Ok. Thằng lòng này bị biến cho tao. Đừng đến đó. Đưa xe cho bố, đưa xe cho bố, đưa xe cho bố. Rồi, ok. Biến. Xe được có bố rồi, lên. Rồi, ngon. Trời ơi, xe, đúng đã luôn. Cu. Ok. Đến nhà rồi. Cất trong nhà. Nhà mình đâu? Sao mày? Năm trăm thôi hả? Thì bộ này ít vãi lời thế. Ơ cái khu nhà mình đâu rồi? Cái khu nhà mình đâu? Đùa bố à? Ok, ta đang ra. Vãi. Vãi đi đâu? Bắn á. Ôi 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 ôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ. Một cái nhiệm vụ có ốc được không? Ok man. Lawrence Ware. Ok. Start nhiệm vụ có ốc. Mình bấm ra mà. Yes rồi. Vai. Thằng cùi bắp này. Biến cho bố. Ok. Đi đi đi. Tao ô vải mình bay bao nhiêu chim nhỉ? Rồi đi 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 đi. Bóc đầu nữa, thanh niên trẻ trâu. Trẻ trâu. Trẻ trâu bóc đầu à. Phải. Phải biết. Đi xe máy vô lành đi cu.
Vai. Get the fuck out of here. Ta đuổi mày. Hãy nhìn xem bố chạy nhanh thế nào. Ok. Ô vãi, vãi, xe tăng. Ui. Ui. Bắn đến đâu là tiền rơi đến đó. Ok. Cái bay gắn mình kìa. Sao mà nhiều thế? Nhiều thứ để làm. Vãi nè. Cảnh sát. Cảnh sát. Cảnh sát. Cảnh sát. Bắn thì chết luôn. Mình đã yêu một chỗ mình bắn nên cũng được rồi. Ok. Cảnh sát. Cảnh sát. À nào nữa. Thằng này không. Xe tăng. Thằng này chết luôn đi cu. Ok. Chết luôn đi. Bắn mày luôn. Ok, hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh bay tiếp. Lò. Ok. 39 ao. Ô, ngon. Ô, mình unlock được tăng rồi. Ngon. Mình unlock được xe tăng rồi. Chúng ta còn rất là nhiều nhiệm vụ. Biết xin được cái gì. Ô phải. Ok. Start mission nào. Ok là nhiệm vụ. Một nhiệm vụ cuối cùng. Fuck. You ready to be a star? Thought we already were. Oh, not like this. Khi nào thế nào. Game show? Đủ. You're not trying to auction me off. Chọn một cái xe nào đi. Rồi chúng ta cùng đi. Trust me, you'll love this shit. Meet me and I'll show you. You better be right. Tao lên, tao lên, tao lên. Tao lên. Đưa mày xe máy. Đây là cái xe cuồng nhất mình thấy. Ok. Đúng chậm luôn đó. Phương. Đùa bố à. Giờ mình chạy Vespa cái gì. Vespa cái bíp. Ok, đến nơi rồi. Một thằng vậy thôi là hai thằng này làm nhiệm vụ được. Hello Steelport and welcome. Cái đồ hộng gì vậy? Super ethical reality climax. Game show hả? Ô vãi, cái lời gì thế? Cái địch. Gây con phơm. Xuân gây. À cái này là như một cái game show á. Vãi game show. Bùng máu, bắn này giờ bùng máu. Đúng là Nhật. Cái này như của Nhật hay sao á. Vãi. Cái game show giống vậy. Trò này vui nè. Mình thích cái này à. Ok đi 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 đi. Có một cái súng à. Đi đi. Ô vãi vãi vãi. Ai nói gì? Ui. Bắn heo à. Ok. Chết đi. Chết, chết đi. Chết đi. Mày. Ui. Vãi. Đi 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 đi. Mày. Nhìn này bắn, bắn thật luôn hả? Vãi. Hà nữa. Hà nữa. Ok. Đi từ thôi, đi từ thôi. Không máu mà chết. Ok ok ok. Đi đi đi. Thôi chết rồi. Ồ. Thì ra đi là thế. Ngon ngon ngon. Bắn đường nào. Ok, ta đi với, ta đi với. Ôi, phải, chết rồi. Chết cầm mỡ đó rồi. Mày.
mày. Bốn mốt. Ok. Cái gì đấy? Ô. Đồ tiên ra. Thằng này không biết đi hả? Vãi. Cái biết gì đây? Ok. Thấy cũng ổn. Bắn chết nó luôn. Thằng này nữa. Ok đi qua. Ồ vãi. Nó thắng rồi. Vai. Nói chung là thắng mẹ rồi. Ok chúng ta được rồi nè. Professor Yaki 5.000 đô. Cái này có vẻ vui á. Ok ngon. Yeah unlock được rồi. Monster Activity. Ngon. Mình thấy gọi điện thằng này luôn hả? Để gọi coi. Cái gì đây? Somebody's gonna get hurt. Gì đây? I rule. Mình có thể gọi được mấy này. Sau đi. BC con ngựa đó rồi. Thôi, mình xin chào tạm biệt các bạn. À, có thể mình sẽ quay những cái video có lần sau. Bye bye.